Ngã ngửa trước bộ sưu tập tờ nhện tự động khiến nhiều người phải xót thương cho những chú nhện. Hình ảnh mà các ông đang nhìn thấy chính là bộ thu gom tơ nhện hoàn toàn tự động luôn nha. Đầu tiên, người ta sẽ chuẩn bị một con nhện khỏe mạnh, sau đó cuốn tơ từ đuôi nhện quanh bánh xe, và để thoát thân thì con nhện sẽ điên cuồng quay tơ và đáp xuống cho đến khi nó sắp chạm đáy thì người ta sẽ kích hoạt thiết bị hồng ngoại tích hợp để bánh xe có thể quay và lại lần nữa kéo con nhện lên cao. Máy quay tự động này sẽ lặp đi lặp lại chu kỳ như vậy cho đến khi tơ nhện trong dạ dày con nhện được làm trống thì thôi đấy. Có thể các ông không biết chứ tơ nhện tự nhiên là sợi tơ protein mạnh nhất được biết đến trong tự nhiên luôn đấy. Mặc dù đường kính bé thôi nhưng sức mạnh khủng khiếp thì thôi rồi luôn. Nó có thể đè bẹp những vật liệu có độ bền cao luôn đấy. Còn một sự thật nữa, vào năm 2004, một công ty dệt ở Anh đã mất 5 năm và tiêu tốn 310.000 bảng để thu thập 1,2 triệu sợi tơ nhện vàng, rồi họ cho dệt thành một chiếc khăn tơ nhện vàng đây này. Họ nói giá trị của chiếc khăn này là vô giá, nhưng thực sự nghĩ đến cách người ta làm với những con nhện để có những sợi tơ dệt nên chiếc khăn này thôi thì các ông có dám choàng lên mình không? Tôi là tôi không dám nha. Thương con nhện thực sự đấy. Nhện cũng có nhện quyền chứ phải không nào?